là thiên nhiên. Dẫn dắt rất là thiêng liêng từ trời đất, từ vũ trụ này, và cuối cùng thì đồng mình cũng đã cơ hội để biết đến cái việc chăm sóc sức khỏe cũng như là cơ hội kinh doanh để trở nên có được thu nhập và giúp đỡ được nhiều người. Và chính vì thế thì mình đã quyết định chuyển sang con đường kinh doanh sau hơn 23 năm đứng lớp. Và khi đã chuyển sang con đường kinh doanh thì đồng nghĩa Hồng Mến dừng ngay sự nghiệp dạy học của mình. Đó là một quyết định mà mình cho rằng đó là sự mạnh mẽ, táo bạo, nhưng nhờ cái quyết định đó thì Hồng Mến mới thực hiện được mơ ước của mình. Vâng, và cũng nhờ cơ duyên đó thì Hồng Mến mới được biết đến team của chúng ta ngày hôm nay. Và khi mà biết đến team ngày hôm nay thì nó là một cái cơ duyên, nhưng nó cũng là một cái sự sắp đặt rất là linh thiêng. Đó là Hồng Mến và CEO Nguyễn Phương Hảo đã là người bạn cùng quê hương và cùng nói tóm lại rất là nhiều cái cùng đồng niên, đồng khóa, đồng môn, vân vân. Vâng, và trước khi để đi vào nội dung chương trình thì cho phép Hồng Mến được chia sẻ màn hình để giới thiệu với tất cả các cô chú anh chị có được Đó, cái buổi cô ngày hôm nay, thì xuất phát từ đâu và những con người nào mà Ok, mang tới cho chúng ta được những cái điều tốt đẹp này, họ là ai, họ có vai trò như thế nào đối với team nhóm của chúng ta, và đặc biệt là họ đã có những cái ảnh hưởng như thế nào trong cộng đồng không chỉ đất nước Việt Nam mà còn ở ảnh hưởng rất nhiều quốc gia trên thế giới. Vâng, cho phép Hồng Mến được chia sẻ màn hình và giới thiệu về những con người tuyệt vời này. Vâng, nếu cả nhà đã nhận được cái màn hình chia sẻ của Hồng Mến thì rất mong là nhận được mọi người thả tim, thả like đi ạ. Cả nhà đã nhận được chưa ạ? Cả nhà chưa nhận được màn hình chia sẻ của mình ạ. Cái màn hình nó chưa ổn lắm đâu, chắc là cái màn hình không biết là Dung hay Thắng đang chia sẻ cái màn hình này đấy để nó chưa ổn. Chưa ổn à? Đây ok ổn rồi, nhưng mà có trang đầu tiên đã mà. Ok. Vâng. Trước hết thì chúng ta hãy nhìn vào slide đầu tiên của Hồng Mến. Vâng, trước hết là xin mời mọi người hãy thả tim, thả like, chào đón ba người sáng lập ra team nhóm của chúng ta ngày hôm nay. Đó là Founder CEO Vitalize Hoàng Thị Mai Dung, và nhân vật thứ hai đó là Founder, không, mình xin phép một chút vì mình đang để chắc là nhờ Thắng hay Dung share màn hình giúp cho chị Mến. Ok. Hồng Mến để nó cứ đây mọi người tắt tắt thuộc cái chức năng tức là chữ đấy ạ. Vâng. Ok. Caption đấy ạ. Vâng, nó vẫn còn đấy. Vẫn còn. Mình cũng đã tắt rồi mà sao nó cũng còn. Vâng, và người quan trọng thứ hai trong cái team leader của chúng ta đó chính là founder Vitor Wallace. Văn Mạnh Đó Thắng, là Văn Mạnh Thắng Richard.
Và với sức trẻ và sức khỏe cũng như là sự cống hiến thì anh cũng đã có mặt trong cái đội ngũ của leader trong All Inline 1-2 năm của chúng ta. Vâng, và nhân vật thứ ba vô cùng quan trọng đó là founder CEO SG Education Việt Nam, đó là cô Nguyễn Phương Hảo. Tất cả những con người này họ có những ảnh hưởng và đóng góp gì cho đội nhóm của chúng ta và cho xã hội thì mình xin phép được tiếp tục ạ. Hình như là doanh nhân Thắng đang giúp Hồng Mến chia sẻ màn hình đúng không ạ? Dạ vâng ạ. Quay trở lại người rồi chúng ta hãy nhìn vào bức tranh vào cái slide đầu tiên của Hồng Mến, đó là nữ doanh nhân Hoàng Thị Mai Dung Julia. Cô chính là một founder, một CEO của Vitalize. Chúng ta hãy dành thật nhiều trái tim, thật nhiều bông hoa để tặng cho nữ doanh nhân xinh đẹp này. Vâng, vậy thì cô là ai trước khi đến với team Online 1-2 năm? Thì cô đã là nhà sáng lập và giám đốc điều hành công ty Vitalize, là top leader thị trường Việt Nam của tập đoàn Bright, danh hiệu 4 sao. Đồng thời cô cũng là top leader thị trường Việt Nam trong tập đoàn HIT, danh hiệu Crown Diamond. Và cô cũng là Safety Director của tập đoàn Unicity. Và nhân duyên để đến với cái team Online Việt Nam 1-2 năm ngày hôm nay của chúng ta, thì chúng ta sẽ nhận được sự chia sẻ đóng góp của cô rất nhiều, và đặc biệt là chúng ta những con người đồng hành trong đội nhóm của cô chắc chắn sẽ nhận được vô vàn những lợi ích, những giá trị mà cô đã cống hiến cho quốc gia dân tộc cũng như là cho các thương hiệu, những tập đoàn lớn trên thế giới. Vâng, chúng ta một lần nữa thả tim thả like để chào đón nữ doanh nhân xinh đẹp, người sáng lập ra Online 1-2 năm của chúng ta nhé. Vâng, rất là trân trọng biết ơn và cảm ơn CEO Hoàng Thị Mai Dung. Và người tiếp theo ạ. Vâng, trước khi vào giới thiệu thì chúng ta cũng hãy thả tim thả like để chào đón cũng như là cảm ơn doanh nhân Văn Mạnh Thắng, Richard, Founder Vital Wellness, là nhà đào tạo. Vậy thì anh là ai và anh đã có cống hiến như thế nào ở trong cái sự nghiệp kinh doanh này? Thì hơn 10 năm anh đã có kinh nghiệm, hơn 10 năm cố vấn đào tạo và phát triển kinh doanh trong các doanh nghiệp top tại Việt Nam. Vâng, và anh cũng phát triển đào tạo năng lực cho nhiều tổ chức trong và ngoài nước. Anh cũng là người thuộc thành viên của Viện Đào tạo Nghiên cứu và Phát triển Tiềm năng Con người. Chúng ta cũng sẽ dần dần được làm quen với một nhà sáng lập trong cái team đội nhóm của chúng ta ngày trong cái hành trình chúng ta cùng đồng hành với những con người tuyệt vời này. Và tiếp theo thì đó là một người mà Hồng Mến vô cùng ngưỡng mộ, bạn ấy đồng niên, đồng khóa, đồng môn vân vân, có rất nhiều cái đồng cùng với Hồng Mến. Tuy nhiên thì để mà nói thì bạn ấy là một người mà Hồng Mến ngưỡng mộ vì cái sự trưởng thành lớn mạnh cũng như là những cái tài trí của bạn so với Hùng Mến. Hùng Mến đang từng bước học hỏi và noi theo, và ngay cái sự nghiệp mà hôm nay Hùng Mến có mặt được ngồi ở đây để làm MC dẫn dắt chương trình thì cũng là động lực rất lớn từ người bạn tuyệt vời này. Vâng, vậy thì bạn ấy đã là ai, bạn ấy đã có ảnh hưởng như thế nào ở trong cộng đồng cũng như là trong cái đội nhóm này? Thì bạn ấy đã có kinh nghiệm 20 năm trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, và bạn ấy là một trong những người tư vấn hỗ trợ hàng ngàn học sinh, du học sinh du học thành công, mang về cho đất nước Việt Nam những cái tinh hoa tuyệt vời trên thế giới. Đồng thời bạn ấy cũng là hỗ trợ các dịch vụ visa và định cư, đã giúp cho rất nhiều người để đáp ứng được những cái mong mỏi phát triển của gia đình cũng như là làm cho đất nước của mình được mở mang và tiến bộ. Và đồng thời thì trong cái sự kiện mà trong cái đội nhóm của team ngày hôm nay thì lý do và nguyên nhân cũng như là cái điều gì khiến một con người bận rộn như vậy, một con người đã nhiều thành công như vậy,
mà lại gắn bó thêm với cái team đội nhóm của chúng ta, thì cũng lần lượt dần dần chúng ta cũng sẽ dần tìm hiểu và hiểu biết hơn về cô ấy, để chúng ta thực sự là ngưỡng mộ, noi theo. Và tin rằng ba leader này làm được thì tôi cũng như tất cả các cô chú anh chị đều làm được, vì chúng ta máu đỏ da vàng, chúng ta đều có sức mạnh, có truyền thống quý báu của dân tộc. Vâng, xin cảm ơn ạ. Và sau đây xin nhường lời cho nhóm leader của buổi Zoom ngày hôm nay ạ, và nhà đào tạo Mạnh Văn Thắng ạ. Vâng, xin mời anh ạ. Xin cảm ơn tất cả mọi người ạ. Vâng. Ok, cảm ơn chị Mến rất là nhiều. Cảm ơn tất cả mọi người đã tham gia chương trình Zoom của tối hôm nay. Mọi người nghe rõ em Thắng nói không ạ? Mọi người nghe em Thắng nói thì mọi người comment em phím 1 ạ. Để em Thắng à. Chào mọi người trong khi mọi người comment nha. Chào chị Nga, chào Hoàng Trúc, chào Vui Vô Cực. Một cái tên nghe tuyệt vời thế nhở. Chào anh Lữ Tiến Đạt, chào bạn nào Hoàng Ngô, chào chị Vũ Hằng. Chào tất cả anh chị em, 30 thành viên đúng không ạ? Chỉ trong thời gian rất là ngắn thôi mà chúng ta có thể là gì ạ? Có 30 thành viên ở trong Zoom này là rất là tuyệt vời rồi. Là em Thắng nhớ là cái thời gian mà bắt đầu một cái hành trình nào đấy tầm khoảng phải 1 tháng mới lên được 30 người như này, chúng ta đang tăng tốc rất là nhanh đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ bắt đầu ngay chương trình buổi tối ngày hôm nay. Nhưng trước khi bắt đầu thì chúng ta hãy không quên là gì ạ? Copy cái đường link bằng cách bấm chỗ người tham gia, sau đó chúng ta sao chép lời liên kết mời gửi cho những người bạn nào mà chúng ta cần gì ạ? Cần chia sẻ cái sức khỏe cho những người bạn đó, cần chia sẻ cho những người mà bạn của chúng ta, người thân của chúng ta tuyệt vời nhất được không ạ? Rồi em Thắng sẽ chia sẻ cái màn hình. Cả nhà nhìn rõ màn hình em không ạ? Nếu mà nhìn rõ màn hình thì mọi người comment cho em phím 2 nhé. Nhà nhìn rõ màn hình chưa ạ? Ok. Và đây là một cái sản phẩm. Và cái sản phẩm này là sản phẩm thứ hai thì chúng ta sẽ đẩy vào trong thị trường đúng không ạ? Và sản phẩm này nó có tên là Oliline Therapy 90. Về cái sản phẩm trước đó thì Dung đã chia sẻ về cái sản phẩm Therapy 90 cộng đấy đúng không ạ? À T90. Còn đây là sản phẩm T90 cộng. Thì P90 cộng nó sẽ có tác dụng gì đúng không ạ? Nó sẽ như thế nào? Hôm nay Thắng sẽ chia sẻ cho mọi người để mọi người có thể nắm được. Hôm nay chúng ta sẽ có 3 cái mục để chúng ta có thể tìm hiểu và đi sâu vào trong những cái nền tảng. Đúng không ạ? Đầu tiên chúng ta sử dụng những sản phẩm về sức khỏe thì chúng ta phải hiểu về nền tảng về sức khỏe là gì, tầm quan trọng của những cái sản phẩm mà chúng ta đang sử dụng đây, nó có tác dụng gì với cả chúng ta đúng không ạ? Thứ hai là cái xung điện từ trường là gì, khái niệm của nó ra làm sao. Tiếp theo là Thắng sẽ giới thiệu cho mọi người cái sản phẩm Therapy 90 cộng này một cách chi tiết nhất để mọi người có thể nắm được. Ok. Và điều đầu tiên, sức khỏe là gì ạ? Mọi người thấy comment ạ, sức khỏe là gì ạ? Có phải là thường thường như mọi người là gì ạ? Hay nói với nhau là gì ạ? Anh này khỏe thế, anh kia gì ạ? Nhìn vâm thế đúng không ạ? Nhưng sức khỏe là gì thì chúng ta phải nắm thật rõ đúng không ạ? Sức khỏe là được duy trì thông qua cái sự phối hợp hài hòa từ môi trường bên trong và cơ thể bên ngoài. Có nghĩa là chúng ta khỏe thì chúng ta phải khỏe từ bên trong và cả cả bên ngoài, cả thân, cả tâm, cả trí thì chúng ta mới gọi là sức khỏe đúng không ạ? Vậy thì môi trường bên ngoài, môi trường bên ngoài của cơ thể của chúng ta, con người dựa vào thiên nhiên để cung cấp những cái yếu tố thiết yếu cho sự sống, trao đổi qua môi trường bên trong với trong từng tế bào. Ví như chúng ta ăn cơm, chúng ta uống nước, chúng ta gì ạ, hít khí trời đúng không ạ? Đó chính là cách để chúng ta có thể là nhận môi trường từ bên ngoài. Khi sự gián đoạn xảy ra trong môi trường bên trong thì cơ thể nó sẽ chỉ ra cái vấn đề về nguồn cung từ môi trường ở bên ngoài. Và môi trường bên trong đúng không ạ? Môi trường bên trong đề cập đến cái chỉ số khác nhau của cơ thể đóng vai trò các phương tiện trao đổi giữa các tế bào và môi trường bên ngoài. Và sửa đổi bổ sung bên trong và rất quan trọng để kiểm soát các triệu chứng hiện tại. Ví như là bên trong của chúng ta nếu như mà chúng ta không hài hòa được, chúng ta không điều chỉnh được thì chắc chắn nó sẽ gặp vấn đề với cả môi trường đúng không ạ? Thì hai cái này là hai yếu tố là chúng ta phải cân nhắc, đó là chúng ta phải khỏe cả bên ngoài, khỏe cả bên trong. Nghĩa là khỏe cả môi trường sống và khỏe cả trong cái gọi là cơ thể của chúng ta. Tối ưu hóa môi trường bên ngoài là điều rất là cần thiết để quản lý cái sức khỏe của chúng ta. Nếu như chúng ta ở một môi trường sống tốt thì chắc chắn là cuộc sống của chúng ta sẽ trở nên khỏe mạnh đúng không ạ? Chúng ta ăn uống những cái sản phẩm từ thiên nhiên thì cơ thể chúng ta sẽ khỏe mạnh. Thì cái nền tảng của cuộc sống và hạnh phúc thì là như nào ạ? Ở trong quá khứ của chúng ta đúng không ạ? Cách đây tầm khoảng 30 năm, 20 năm trước đúng không ạ? Cái trái đất của chúng ta màu rất là xanh, nếu như ai tưởng hay xem về kênh Discovery đúng không ạ? Thì một cái trái đất màu xanh và chúng ta sống hài hòa với thiên nhiên,
không sử dụng điện thoại, con người gần với nhau, yêu thương nhau, đúng không ạ? Năng lượng tự nhiên bẩm sinh nhìn thấy nhau đã phải cười rồi. Nhưng là gì ạ? Trái đất là đóng một cái vai trò là một cái phương thuốc gì ạ? Rất là gì ạ? Rất là tuyệt vời để chống lại tất cả những quá trình lão hóa cũng như viêm nhiễm, đúng không ạ? Thì lúc đó thì môi trường tốt, vị như trái đất thì có một bầu khí quyển ozone tốt, thì tiếp xúc với ánh nắng thì nó vừa phải, nó không như bây giờ, đúng không ạ? Bao quanh mình bởi núi đồi, đúng không ạ? Ngày trước thì em Thắng nhớ là vậy, được khi mà mở mắt ra thì nhìn thấy bên cạnh nhà mình có thể nhìn ra xa tít hàng km, nhưng bây giờ chỉ nhìn ra được mỗi nhà hàng xóm, chả nhìn thấy ai nữa cả. Và khi chúng ta bắt đầu thì công việc bắt đầu mặt mặt trời mọc và kết thúc hoàng hôn, là chúng ta về nhà chúng ta nghỉ ngơi rồi, đúng không ạ? Thì ngày xưa chỉ có nghe thấy các cụ đi làm nông thôi, hay là một cái gì đó nó rất là thiện lành, đúng không ạ? Không khí của chúng ta thì hít một cái thì là cảm thấy là rất là dễ chịu và trong lành. Tiếp theo là tận hưởng cái vẻ đẹp thơ mộng từ những vùng quê. Tại vì sao bây giờ mọi người thì hay gọi là vừa rồi là mùng 1 tháng 5 mọi người hay gọi là đi chữa lành, đúng không ạ? Thế tại tại sao lại phải đi chữa lành? Thế bây giờ cuộc sống của chúng ta nó không lành lặn nên sao chúng ta phải đi chữa, đúng không ạ? Thì có nghĩa là chúng ta sẽ đi về những cái vùng quê, những cái nơi mà hẻo lánh xa xôi để chúng ta quên đi cái gọi là áp lực cuộc sống của những thành thị, đúng không ạ? Đất đai của chúng ta thì rất là màu mỡ nhưng mà bây giờ thì nó cũng đã khác rồi, đúng không ạ? Chất lượng nước thì ngày xưa thì rất là tốt. À, như hiện tại thì mọi người biết rằng là bên cạnh chúng ta là gì ạ? Ăn cũng là đồ nhựa này, uống cũng là gì ạ? Vứt các rác thải túi bi lông, đúng không ạ? Không khí thì gì ạ? Hít một cái thì có cả khí gì ạ? Khí ô tô, khí khói rồi các kiểu. Các loại thực phẩm thì ăn uống rồi ô nhiễm nước bao quanh bởi bởi chúng ta toàn nhà bê tông thôi. Và nó sẽ dẫn đến cái việc đó là gì ạ? Nó viêm ở đây, nó viêm bên trong, nó viêm các gốc tự do của chúng ta, và dần dần cơ thể chúng ta không chịu đựng được thì nó dẫn đến mệt mỏi, đúng không ạ? Mệt mỏi và nó tạo ra những cái bệnh mãn tính. Và thứ hai là mọi người biết rằng là cuộc sống của chúng ta càng ngày càng gì ạ, càng trở nên bận rộn thì các quá trình lão hóa của chúng ta càng ngày càng già đi, đúng không ạ? Nếu như ngày xưa chúng ta hay có câu nói chuyện với các cụ là gì ạ? Ôi giời, các cụ sao mà bây giờ các cụ vẫn đẹp lão vẫn trẻ như thế, đúng không ạ? Vì sao các cụ lại làm được điều đấy? Vì ngày xưa các cụ sống ở trong cái cuộc sống trong cái quá khứ rất là tuyệt vời, đúng không ạ? Đấy, thì thực phẩm chế biến, cái văn hóa ăn uống nhanh của chúng ta, đúng không ạ? Nào thì hamburger, nào thì là ăn những đồ ăn nhanh, đúng không ạ? Bánh mì pate rồi cà phê sữa đá, rất nhiều thứ nữa. Và tiếp theo chúng ta chúng ta không phải làm việc 8 tiếng nữa mà chúng ta làm việc đến 12 tiếng, làm việc đến 18 tiếng nữa. Có những người có thể làm gì ạ? Làm không biết mệt mỏi là gì cả, làm liên tục như vậy không có thời gian nghỉ ngơi. Chúng ta gần như là cắt kết nối hoàn toàn với thiên nhiên. Em ví dụ như là vừa rồi là gì ạ? Dùng 34 một năm còn còn bay sang Malaysia còn chả được chữa lành. Em còn ở nhà em còn được chữa lành một tí, đúng không ạ? Đấy. Thế nên mọi người biết biết rằng là chúng ta thèm cái cảm giác được gì ạ? Được hòa mình với thiên nhiên, nó vô cùng tuyệt vời như nào. Thì cái sự sống và cái ý nghĩa, cái mối liên hệ của thiên nhiên với trái đất, đúng không ạ? Thì cái từ tính được coi là cái lực cơ bản và mạnh mẽ nhất trong cái vũ trụ này. Và không có gì là trên thế giới này không tồn tại bởi là gì ạ? Có cái từ tính này cả, kể cả con người của chúng ta. Ví như là chúng ta mà không có gì ạ? Ánh mặt trời, không có không khí và chúng ta ở đây là chúng ta có ánh mặt trời, có không khí, có nước, có dinh dưỡng, đúng không ạ? Thì cái yếu tố thứ năm để chúng ta có thể phát triển sự sống đó là từ tính. Có nghĩa là chúng ta có ánh sáng mặt trời rồi, có không khí, có nước, có dinh dưỡng, nhưng không có từ tính thì chúng ta cũng không thể hình thành con người tại trái đất này được. Đó chính là một điều rất là quan trọng, và từ tính là một nào trong năm yếu tố quan trọng nhất để tạo nên sự sống của trái đất này, đúng không ạ? Và PMF nó là gì ạ? Nó viết tắt của một từ tiếng Anh ở đây cả. Thì mọi người nếu mà ai mà biết tiếng Anh thì mọi người có thể dịch cái này ra. Nó chỉ đơn giản, đó là từ viết tắt của PMF, là một từ tiếng Anh, đúng không ạ? Thì các nhà du hành vũ trụ không phải là mới đây họ đã áp dụng vào đây, mà là gì ạ? Từ năm 1961, cái người bay ra ngoài vũ trụ đầu tiên của nhà du hành vũ trụ Liên Xô đấy ạ, Yuri Gagarin, đúng không ạ? Là người đi vào vũ trụ. Thì bên cái người của anh, khi anh đeo cái gọi là cái bộ bảo hộ đấy, thì là trong đó là đều có sóng PMF hết cả. Thứ hai là khi mà anh ấy đi về trái đất ấy, là mọi người sẽ thấy được cái việc đó là anh ấy bị mắc chứng trầm cảm và loãng xương, suy giảm chức năng khối cơ và suy giảm trao đổi chất, suy giảm thị lực, có nghĩa là không đi lại được, và suy giảm sinh lý. Thì kể từ cái chuyến bay vũ trụ vào năm 1961 đấy, thì Gagarin đấy là đã được phải là gì ạ? Có nghĩa là khi mà cái lúc mà anh đấy anh bay ra ngoài vũ trụ thì anh về anh phải nạp cái sóng PMF này, sóng từ trường của trái đất này, để thúc đẩy lại cái quá trình chữa lành cho cơ thể của anh. Có nghĩa là anh chỉ bay ra ngoài vũ trụ đâu có hình như đâu là bay vòng vòng quanh trái đất hay là hai vòng gì đấy, thế mà anh đã phải về chữa lành này các bạn ạ. Đấy, chữa lành bằng cách là sử dụng cái sản phẩm PMF này để chữa lành 250% đến 400% để kích thích lại, vì anh ấy áp lực quá thì anh không có PMF. Thế vậy thì chúng ta đang có một cái sản phẩm là gì ạ?
tí nữa em sẽ thắng sẽ bật mí cho mọi người PMS này tại sao nó lại chữa lành tốt như thế. Thì đấy thì mọi người sẽ hiểu này, đây là hình ảnh mọi người nhìn thấy đúng không ạ, anh này anh được về, các anh được bế ở trên khiêng những cái đồ này đúng không ạ, các phi hành gia được bước một cái giai đoạn phục hồi khi về đây. Và có nghĩa là không phải chúng ta đi ra ngoài vũ trụ mà chúng ta về được nhà ngay đâu, mà chúng ta phải về, chúng ta phải đi hòa mình vào thiên nhiên, và nếu mà hòa mình thì phải có công cụ hỗ trợ đúng không ạ. Và như nhà du hành vũ trụ đấy, đi có một tí thôi mà về phải mất 3 tháng, thế mà cơ thể của chúng ta mà mất đi cái này thì nó sẽ như thế nào ạ, nó rất là nguy hiểm đúng không ạ. Và ở đây là khi mà về đó thì là cũng cải thiện lại hệ thống tim mạch chức năng và hỗ trợ vận động cho các chuyên gia và các phi hành gia. Đấy, tình trạng đói từ tính nó nghiêm trọng như thế nào thì chúng ta phải hiểu cái mức độ nghiêm trọng của nó ra làm sao để chúng ta mới biết để chúng ta phòng tránh và chúng ta mới chia sẻ cho những người bạn của chúng ta chứ ạ. Vì người nào nói bảo là ơi sản phẩm tuyệt vời lắm nhưng mà đói từ tính là như nào chúng ta phải hiểu đúng không ạ. Đầu tiên chúng ta sẽ hiểu sức khỏe con người đi đôi với cái sự bảo vệ của từ trường. Đấy, cái từ trường của trái đất nó càng mạnh thì chúng ta sẽ càng được bảo vệ đúng không ạ, nó như một cái lớp gọi là lớp lá chắn đấy ạ. Tiếc thay là cái con người hiện đại chúng ta thiếu hụt nghiêm trọng cái từ trường này, có nghĩa là với cuộc sống càng ngày càng hiện đại thì chúng ta càng tàn phá thì cái lớp bảo vệ đấy nó càng ngày càng mất đi đúng không ạ. Mọi người hình dung là như là gì ạ, một cái bức tường đấy nó sức chịu đựng nó chỉ có hạn thôi, mà chúng ta liên tục chúng ta dội cái gì ạ nước này, chúng ta dội đất vào đấy thì đương nhiên là nó sẽ giảm đi đúng không ạ. Thì cái từ trường cũng vậy, và chúng ta đã tàn phá và nó giảm đi mất 10 đến 15% trong 10 à 150 năm qua và đã tăng tốc trong vài năm gần đây, và Thắng tin chắc chắn rằng là thời gian tới đây nó còn tăng tốc nhanh hơn nữa, vì với cái tốc độ gì ạ hiện đại hóa và đô thị hóa của chúng ta đúng không ạ. Cái lối sống hiện đại này nó là rất tốt, nó rất là văn minh, nó rất là hiện đại, nhưng bên cạnh đó là chúng ta phải hòa mình với thiên nhiên để làm sao chúng ta thay đổi đúng không ạ. Như mọi người biết rằng là các nhà khoa học cũng nghiên cứu ra những cái gọi là năng lượng sạch này, rồi những cái về xu thế để làm sao để chúng ta chống lại những cái việc đó là mất đi cái từ trường của trái đất, và những cái vật liệu này nó sẽ chắn đi và con người chúng ta không tiếp thu được nữa. Nếu như một người nào đó mà cứ ở trong ngôi nhà của mình thôi đúng không ạ, thì đặc biệt chắc chắn là người đó rất là yếu. Vì sao lại bảo là gì ạ, cái người thành phố lại yếu hơn cái người ở trong quê là như vậy đấy, vì người quê người ta không bị chắn cái gì cả. Các anh chị có thấy đúng không ạ? Cái dữ liệu thống kê thấy là cái cường độ từ trường giảm rất là nhiều, 45%, thì ở đây là toàn chủ yếu tập trung vào những chung cư cao tầng thôi và thang máy ô tô. Thế thì chắc chắn là người ta thích ở những cái vùng vùng quê để người ta được nhiều từ trường hơn, nên vì sao những cái người mà họ giàu có hay là những người thiện lành đấy, những người anh em thiện lành đấy, họ thường là họ sẽ đi về núi để họ sống và họ trồng cây nuôi rừng thôi đấy. Nhưng mà chúng ta vì cuộc sống, chúng ta phải vì đồng tiền bát gạo, chúng ta phải ở những nơi nơi gọi là phồn hoa này, nhưng thực tế là chúng ta không sung sướng gì đâu các bạn ạ. Các bạn đang bị mất đi các từ trường, các cô các chú đang bị mất đi các từ trường đấy ạ. Và dữ liệu lâm sàng chỉ ra rằng thấy cái sự thiếu hụt từ tính nó kéo dài trong cơ thể con người có thể dẫn đến nhiều vấn đề về sức khỏe khác nhau, nó rất nhiều vấn đề chứ nó không phải một vấn đề đâu ạ. Cái điều đầu tiên là thiếu hụt trong tế bào, và em Thắng sẽ giải thích luôn với anh chị là nếu mà thiếu hụt trong tế bào thì cái giảm sức sống trong tế bào của chúng ta thì chắc chắn là chúng ta cũng sẽ không thể nào mà gì ạ sản sinh ra được các tế bào gốc để nó thay thế được đúng không ạ. Cơ thể của chúng ta sẽ thay đổi và nó bị hiện đại hóa quá và nó không còn cái sức sống nữa. Và nhìn chúng ta, nếu mà người thành thị nhìn chưa chắc đã gì ạ đã được gì ạ khỏe mạnh như người ở địa vùng quê đâu. Thiếu từ tính trong máu nhé, máu của chúng ta cũng có từ tính, nó sẽ là gì ạ, nó sẽ tăng cái độ nhớt của máu của chúng ta lên và dẫn đến tuần hoàn máu kém và có thể đông tắc lại bất cứ lúc nào đúng không ạ. Nhất là những anh chị em nào mà ăn uống gì ạ, ăn uống không điều độ, ăn uống thì không khoa học, xem chắc chắn là sẽ bị cái tình trạng đó là gì ạ, tăng cái độ nhớt này lên. Sự thiếu hụt từ tính ở trong cái cơ thể của chúng ta nó gây ra sự mất cân bằng về thần kinh và làm gián đoạn cái quá trình trao đổi chất và đẩy nhanh quá trình apoptosis của tế bào, có nghĩa là đẩy nhanh cái quá trình lão hóa của tế bào và dẫn đến tế bào nó bị suy yếu và nó mất đi cái khả năng sinh sản ra. Cái xung điện từ trường PMF nó là cái gì mà nó lại tuyệt vời đến vậy đúng không ạ? Thì PMF hay là trường điện từ xung, nó là công nghệ mô phỏng từ trường tự nhiên của trái đất cho một liệu pháp về sinh lý. Ở đây chúng ta phải nên nhớ rằng là ngày xưa là chúng ta có rất nhiều các phương pháp để làm sao chúng ta chữa lành bằng các liệu pháp, như ngày xưa là hàng nghìn năm đông y đúng không ạ, 5.000 năm, 3.000 năm đông y đúng không ạ. Thì đó là những cái để giúp cho chúng ta có biết rằng là ngày xưa các cụ đã biết cách tìm để làm sao mà biết cách để chữa lành rồi, và làm sao để chữa lành cái tế bào của chúng ta rồi, và tận dụng cái năng lượng của từ trường điện xung này để điều chỉnh quá trình trao đổi chất và tế bào và tăng cường lưu thông tổng thể của cơ thể. Có nghĩa là điện từ trường điện từ xung này á, khi mà đi vào á,
nó sẽ giúp cho cái quá trình trao đổi chất của tế bào chúng ta sẽ tăng lên rất nhiều, khiến cho con người của chúng ta là gì ạ, được khỏe mạnh và lưu thông và cảm thấy rất là happy, được sử dụng rộng rãi trong lĩnh vực y tế nhé. Cái này không phải mới mà đã được sử dụng rất nhiều rồi. Ví như mọi người mà muốn biết rằng là những cái nơi mà phục hồi chức năng ấy, thì đều có những cái sản phẩm về tia tia hét hay tia PMS, hay về các cái sản phẩm về chữa lành thần kinh, chữa lành tim mạch, da liễu thì đều có. Công nghệ PMF này còn được các vận động viên ưu tú hay là những vận động viên Olympic đón nhận để tăng cường sức bền và đẩy nhanh quá trình phục hồi. Có nghĩa là ngày trước là họ chưa có cái sản phẩm PMF này á, thì Thắng có nghiên cứu thì Thắng thấy rằng là các vận động viên hay dùng doping, có nghĩa là dùng doping là bị cấm nhưng mà phải dùng vào để có khỏe mạnh. Nhưng với PMF thì các vận động viên dùng vào để chữa lành và giúp cho cơ thể tăng cường sức bền tốt hơn sau ví như là một thời gian là vận động, đúng không ạ, tập luyện để trước khi đi ra chiến đấu, đúng không ạ, đi ra đá bóng chẳng hạn, thì phải là gì ạ, được vào trong đó để gì ạ, tăng cường sức bền và đẩy nhanh quá trình phục hồi để chúng ta đi vào cái trận đấu. Anh chị em nào mà đang quản lý phòng Zoom tắt thuộc lắng cái tiếng mic của những anh chị em mới vào. Và trên đây mọi người nhìn thấy một cái hình ảnh rất là đẹp, đúng không ạ, và rất là tuyệt vời, đó chính là một cái sản phẩm có tên là Therapy 90 cộng. Cái sản phẩm này á, trước khi chúng ta đi đến chi tiết về cái sản phẩm này, thì Thắng có muốn chia sẻ rằng là chúng ta càng tự nhiên thì chúng ta càng tốt, chúng ta càng khỏe, chúng ta càng trẻ, chúng ta càng đẹp. Có nghĩa là gì, nếu như về về cách là có nhiều người ngày hôm nay Thắng chia sẻ đấy, thì mọi người bảo ôi vừa căng cơ xong này, vừa gì ạ, phẫu thuật thẩm mỹ này, ơi vừa ABC gì đó, nhưng mà đó đó là gì ạ, có phải là tự nhiên không? Thì chúng ta phải biết rằng là nếu như có một phương pháp nào đó nó có thể thay thế những cái phương pháp đó và nó thật sự chữa lành tự nhiên thì chúng ta có thấy tuyệt vời không ạ? Tuyệt vời thì mọi người hãy comment tuyệt vời đấy ạ. Và đây em sẽ Thắng sẽ chia sẻ cho mọi người cái máy Therapy 90 nó tuyệt vời như nào. Nó là một sản phẩm làm đẹp tự nhiên. Mọi người hãy có nguồn điện làm đẹp tự nhiên và cộng với PMF. Và đây là sản phẩm tích hợp đầu tiên trên thế giới. Mọi người hãy có nguồn điện. Sản phẩm đầu tiên trên thế giới nha cả nhà nhá. Đây không phải là sản phẩm mà đã được ở trên thị trường ra thị trường đâu. Vậy thì nếu như mà mọi người được làm đẹp tự nhiên và được đầu tiên trên thế giới thì mọi người sẽ được được yếu tố gì ạ? Chúng ta sẽ có một cái sản phẩm rất là tuyệt vời, đúng không ạ? Một sản phẩm rất là độc đáo với cái công nghệ là gì ạ? Công nghệ khỏe đẹp tích hợp PMF. Rồi nếu như ai có hỏi về cái máy này là cái máy gì thì chúng ta sẽ nói là cái máy này là máy khỏe đẹp. Máy này là máy khỏe đẹp tích hợp, đúng không ạ? Máy khỏe đẹp tích hợp PMF. Nhận thức được cái mối quan hệ quan trọng giữa sức khỏe tế bào và sức khỏe tổng thể. Thì Olyline, Olyline là công ty viết tắt của từ Olympic Line, giới thiệu công nghệ tích hợp PMF đột phá. Sự đổi mới này kết hợp PMF và sóng IMF, công nghệ xung tần số thấp tạo ra hiệu ứng cộng lực với nhau. Kết quả là cái mức độ từ tính của cơ thể của chúng ta được phục hồi về cái trạng thái nó rất là tự nhiên. Có nghĩa là chúng ta đang đi tìm một cái gì đó về thiên nhiên. Thì đây là một cái sản phẩm mà nó có thể mang lại cái điều đó. Chúng ta không cần phải uống thuốc. Em thấy rằng là mọi người phải uống rất nhiều các loại để chúng ta có thể là đưa trạng thái về một cái trạng thái hoàn toàn từ thiên nhiên, đúng không ạ? Nhưng bây giờ chúng ta không cần thiết nữa. Và dẫn đến các tế bào là được tăng cường quá trình trao đổi chất, được đẩy nhanh quá trình lão hóa tế bào, được trì hoãn. Cái cách tiếp cận toàn diện này nó sẽ giúp giải quyết một loạt các vấn đề về sức khỏe, mức độ tối ưu từ nguyên nhân gốc rễ của chúng ta. Có nghĩa là gì ạ? Nếu như chúng ta đẹp thì chúng ta sẽ đẹp từ bên trong, đúng không ạ? Chúng ta mệt mỏi thì chúng ta sẽ giảm mệt mỏi từ bên trong. Chúng ta chống lão hóa thì chúng ta sẽ chống lão hóa từ bên trong. Và tăng cường sức khỏe tối ưu, chúng ta sẽ tăng cường sức khỏe tối ưu từ bên trong. Cả nhà hình dung ra chưa ạ? Đó chính là cái mà sản phẩm rất là tuyệt vời đấy. Rồi, thì cái hiệu ứng từ trường PMF này này, nó là một cái tần sóng. Tần sóng này nó dao động từ 1 Hz, nó tạo ra cái hiệu ứng làm nóng bên trong khi tác dụng lên các mô con người. Có nghĩa là cái việc khi bình thường chúng ta tác dụng này, đúng không ạ, thì nó sẽ đi sâu vào bên trong chứ nó không phải tác dụng bên ngoài, đúng không ạ? Điều này tạo ra cái trường điện xung PMF xuyên qua da và mô đến các cơ quan tế bào. Cái sự chuyển động và rung động của ion trong tế bào của chúng ta nó ảnh hưởng tích cực đến cái quá trình trao đổi chất của tế bào, nó hoạt động kênh ion và truyền tín hiệu nội bào. Trường điện từ nó phát huy tác dụng đối với những hoạt động tế bào tăng sinh và sửa chữa tái tạo. Có nghĩa là với PMF, ngoài cái việc đó là gì ạ, chữa lành như em vừa nói, đúng không ạ, thì nó còn có sửa chữa này, nó tăng sinh ra những cái tế bào mới nữa cơ đấy, nó tạo ra những cái mô mới. Em nghĩ như là những cái khuôn mặt mà chúng ta bị rỗ hay chúng ta bị mụn đấy ạ, thì cái sản phẩm này của chúng ta cũng sẽ kích hoạt lại được. Cái hiệu ứng trị liệu nó có tên là therotherapy, đúng không ạ? Thì cái hiệu ứng này á, ở trong cái sản phẩm Therapy 90 cộng này thì nó phát ra một cái sóng năng lượng cộng hưởng sinh học.
nó truyền đều vào trong cơ thể thông qua cái bảng năng lượng từ từ bàn chân của chúng ta. Chúng ta chỉ ngồi lên thôi, chúng ta đặt bàn chân vào, thì trong cái quá trình này nó tạo ra cái sự nóng lên từ từ. Có nhiều người ngồi cái sản phẩm này, ui tại sao em không thấy nóng, nhưng chỉ sau 10 phút thôi thì bắt đầu là toát hết mồ hôi ra. Đó là gì ạ? Chúng ta hãy nên nhớ là đây chúng ta là cơ thể chúng ta thông qua năng lượng truyền, nên là nó phải từ từ. Quá trình này là tạo ra cái sự nóng lên, và sau đó là các phân tử nước, các ion dương ở trong cơ thể, trong mô của chúng ta đấy, nó tạo ra rung động và tạo ra hiệu ứng thân nhiệt tử tính MHT, nó giúp tăng cường lưu thông nhiệt độ sâu trong cơ thể. Nên vì sao khi chúng ta ngồi cái máy này chúng ta phải uống nước là như vậy đấy ạ, để nó cho ion âm và ion dương nó tạo ra cái rung động nữa để nó kích hoạt lên đó, và nhiệt sinh ra ngay khi có lợi ích, đúng không ạ? Đó, sinh ra ngay khi mà chúng ta là bạn, và chúng ta sẽ thấy cảm thấy là giãn tĩnh mạch, chúng ta cảm thấy là nhẹ nhàng, cơ thể cải thiện cái vi tuần hoàn máu để giúp cho chúng ta ngủ ngon hơn, cũng nhìn thấy ngay. Nó sẽ giúp cho cái việc đó là nếu như mà ai mà bị đau cơ bắp hay là viêm này, hỗ trợ thì rất là tốt. Tiếp theo một cái hiệu ứng năng lượng từ sinh học. Cái năng lượng từ sinh học là cơ thể của chúng ta là lúc nào có cái năng lượng này, cái gọi là điện sinh học, người ta hay gọi là điện sinh học đấy. Thì cái tế bào này á, nó đã vốn sở hữu cái năng lượng bản thân ở trong cái cơ thể của chúng ta. Thì từ trường bên ngoài là PMF này, nó tương tác với từ trường sinh học trong cơ thể của chúng ta, nó tác động đến các hoạt động trong tế bào, quá trình trao đổi chất, truyền tín hiệu và vi tuần hoàn. Điều này tạo ra cái cơ sở cơ bản cho cái việc sử dụng PMF trong tác dụng cái hiệu ứng về y tế, bao gồm như cái việc đó chúng ta sẽ thấy là ví như là mọi người mà thấy rằng các bác sĩ hay sử dụng đó là điều trong điều trị cũng có nhé, trong phục hồi chức năng cũng có, hay là quản lý cơn đau. Ví như là mọi người nếu mà bây giờ nếu hay đi ra phòng trị liệu, mọi người sẽ thấy rằng rất nhiều các công cụ để chúng ta có thể thể thấy được là nó quản lý cơn đau bằng cái sản phẩm công nghệ sinh học, đúng không ạ? Thì cái tia terahertz này của cái máy TeraP90 này, nó đồng thời phát ra cái sóng ánh sáng, cái sóng terahertz nó dao động từ 3 đến 3.000 micromet. Cái mức sóng này nó thâm nhập là 3 đến 5 cm vào da, xong rồi đó là nó cộng hưởng hài hòa với tế bào của con người. Sự cộng hưởng này nó kích hoạt năng lượng tế bào lên rất là mạnh, mà nó tăng cường lưu thông máu kép cộng với cả PMF. Thì tiếp theo đó là cái sản phẩm của chúng ta, thì nó có một cái thiết kế mà có thể nói là vô cùng tối giản và đơn giản, nhưng mà nó lại đảm bảo cái tính an toàn và rất đặc biệt, đúng không ạ? Chúng ta có thể mang đi bất cứ nơi đâu, cầm đi bất cứ nơi đâu, chúng ta có thể làm, chúng ta ngồi tại văn phòng, chúng ta ngồi tại hội trường, chúng ta ngồi tại quán ăn, hay chúng ta ngồi bất cứ nơi đâu, đúng không ạ? Và đấy là một cái sản phẩm ở bên tay trái mọi người nhìn thấy, đúng không ạ? Sử dụng cái chế độ cân bằng sóng, năng lượng và nhiệt. Tiếp theo là sử dụng một cái gọi là một cái chip, cái quản lý IC đấy, chuyên dụng để giải phóng năng lượng. Cái chip này nó cực kỳ quan trọng để giúp cho chúng ta giải phóng được năng lượng và tạo ra những tia PMF và tia terahertz. Và thiết kế cái bàn đạp chân được nâng cấp phù hợp. Đây là bảng thứ hai, đây là nâng cấp rất phù hợp với cả người châu Á và phương Tây, và nó có hình dạng là hình vuông như cái máy kia mọi người nhìn thấy là nó đang là hình tròn, đúng không ạ? Kích thước bàn đạp một mặt của chúng ta là 31,31 cm, và chiều rộng của nó là 14,1 cm. Nó sẽ tương đương với cái người mà chân cỡ 47 cũng có thể ngồi được nhá. Đấy, và được làm cái bề mặt nó rất là thép không gỉ, nó rất là đẹp và sang trọng, mật độ cao và lớp hoàn thiện được trải và mang lại cái cảm giác thoải mái. Có nghĩa chúng ta có thể không làm mịn mà chúng ta làm cái hiện trạng trải đấy ạ. Và sau khi chúng ta dùng, chúng ta có thể lấy cồn chúng ta lau đi nhá. Thì nó sẽ giúp cho chúng ta truyền năng lượng một cách hiệu quả. Rồi, thì đây là cái thiết bị mà bên trong cái sản phẩm TeraP90 cộng nâng cấp, đó chính là cái công nghệ kích thích cơ điện EMF. Thì cái cơ điện EMF này nó giúp cho làm gì ạ? Nó cho một cái người phụ nữ gì ạ? Đang gì ạ? Đang bị lão hóa, nhăn mắt này hay là chảy xệ này, đúng không ạ? Thì chỉ cần sử dụng sản phẩm này, mình vuốt 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 vuốt, như là em cũng hay là thấy các chị các bạn đấy cứ hay vuốt vuốt lấy cái nước gel gì đấy cứ vuốt vuốt như này, thì mình bảo là không biết có tác dụng gì không, nhưng mà lúc đó thì mình thấy rằng là thì ta cũng có cái phương pháp là như vậy, nhưng với cái sản phẩm này chúng ta không cần cái đó cũng được, mà chúng ta đã có một da săn chắc hơn, cải thiện được nét trên khuôn mặt của chúng ta tốt hơn để tăng cường đàn hồi cho da, cải thiện nếp nhăn, cải thiện sẹo và sắc tố, và thúc đẩy cái quá trình sản xuất collagen tự nhiên cho cơ thể chúng ta, khiến chúng ta cảm thấy là trẻ mãi không già, đúng không ạ? Một cái sản phẩm nữa mà được tích hợp ở trong này mà nhìn mọi người nhìn thấy, cái giống bàn tay của mình không ạ? Cái giống bàn tay của chúng ta không ạ? Đó là một cái sản phẩm mà trị liệu toàn thân của chúng ta đấy ạ. Cái sản phẩm này nó ưu việt là gì ạ? Nó làm dịu cơ bắp, bị một người nào đó đang bị đau cái cơ nào đó thì chúng ta lấy cái này chúng ta chải vào. Chúng ta đang bị mệt mỏi chúng ta cũng chải cái này vào. Cải thiện sức khỏe da đầu khi hôm nào, ôi trời ơi, hôm nay em đau đầu quá đúng không ạ?
vào đây chị trả cho trả cái thôi là lại hết hết đau đầu đúng không ạ? Rồi hay là massage sâu vĩnh như là bình thường như chúng ta nghe rằng là à đi ra ngoài cái quán massage đúng không ạ? Thấy đấm bùm bùm bụp nghe có vẻ là thích lắm. Nhưng mà thực ra là gì ạ? Chỉ có được bên ngoài thôi. Nhưng đây massage chúng ta sâu lắm. Đúng không ạ? Không cần phải đấm bóp hay là gì ạ? Cố gắng để em nhìn thấy nhiều lúc em thương các chị mà làm trị liệu lắm. Cứ gì ạ? Có cái bạn to đùng ra gọi đấm bùm bùm như này. Thực sự mà nói nhìn thấy mất lực lắm. Đấy, thúc đẩy lưu thông máu nó một cách tự nhiên đấy. Vậy thì trong cái công nghệ này nó có cái gì mà nó hay thế? Nó là công nghệ nam châm 3 trong 1, thì các chị không cần phải đấm nữa đâu, các chị chỉ cầm cái này thôi đúng không ạ, hoặc là mọi người ai ở trong gia đình mình có vấn đề thì chúng ta cầm cái này thôi, thì nó tối ưu hóa cái việc hiệu quả từ tính. Trong này nó có một xung điện từ cộng nam châm cố định cộng với từ trường để thúc đẩy tuần hoàn máu, thì cái tiện điện từ trường xung này nó tạo ra cái tần số rất là thấp thôi, nhẹ nhàng thôi, nó xung xung tầm khoảng 7 đến 8 Hz, nó được kết hợp hiệu quả với nam châm cố định đấy, nó có nghĩa là xoay xoay bên trong đấy ạ, mà nó tạo ra một cái trường năng lượng cao để chạm tới các bộ phận sâu trong mô ấy, điều chỉnh hiệu quả từ trường sinh học và cơ thể, tạo ra dòng điện cảm ứng và kích thích lại các huyệt đạo trong cơ thể và làm giảm đau đầu, làm dịu các dây thần kinh não đúng không ạ? Đấy, và cái massage này nó xoay nhá 6.000 vòng một phút, nếu mà chúng ta đấm bóp thì chắc chỉ 1 phút chắc được tầm khoảng 100 vòng thôi, nhưng cái này nó đến 6.000 vòng, nó nghĩa là gấp tầm khoảng nó gấp khoảng 60 lần, nó gấp khoảng tầm 60 lần. Thì massage sóng vi điện đôi IMS cộng TNMS, à TNS này, thì nó lại là một cái massage sóng cực kỳ hay. Mọi người thường đã nghe massage gọi là bằng motor, mọi người mà nghe massage bằng gì ạ? Bằng tay đúng không ạ? Nhưng bây giờ massage bằng sóng thì nó còn yêu thương và tuyệt vời hơn rất là nhiều. Thì cái dòng điện siêu nhỏ IMS này nó đi thẳng vào trong cái tế bào của chúng ta, nó kích thích da đầu tăng lưu lượng máu, do đó làm tăng được cái cung cấp oxy đúng không ạ, chất dưỡng lên da đầu, nhất là những người nào mà đứng lên ngồi xuống chóng mặt là một này, hay những người hay bị đau đầu. Ok, qua đây trải nghiệm sản phẩm này tuyệt vời luôn, giúp cải thiện sức khỏe da đầu đồng thời làm dịu và dư giãn hiệu quả đúng không ạ? Thường thường em thấy là các chị thì nhiều hơn cứ hay bảo là ui em đang đau đầu quá, em đi ra gội đầu cái cho nó hết đỡ đau đầu, có phải không ạ? Có đúng không ạ? Nếu mà đúng thì comment là đúng nhỉ, nhưng mà thực ra như thế là không phải hết đau đầu đâu, nó đau là đau bên trong, có phải đau bên ngoài đâu mà bảo lấy gội đầu mà lại hết đau đầu được đúng không ạ? Ở xoa bóp thì đúng là bên ngoài nhẹ nhàng nhưng mà chắc nó chỉ được tầm 10-20% gọi là có thêm một tí thôi, chứ bảo là hết thì em nghĩ không có. Rồi tiếp theo là TENS, nó là một cái nó là một cái tia là gì ạ, kích thích dây thần kinh thông qua cái dòng điện và cản trở cái việc truyền tín hiệu đau đấy, nó giảm đau, có nghĩa là những chỗ nào mà bị đau thì chúng ta lấy cái này chúng ta chiếu vào cái tia TNS này, nó sẽ giúp chúng ta giảm đau luôn. Ví như hôm nay mà bị đau vai đúng không ạ, hôm nay bị đau mỏi vai gáy quá đúng không ạ, thì chúng ta chỉ cần là gì, lấy cái này chúng ta cào 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 thôi, thì chúng ta sẽ giải quyết cái vấn đề này rất là hiệu quả. Mọi người nhìn trên màn hình mọi người thấy đơn giản không, mình tự làm được hoặc mình có thể nhờ ai đó làm được một cách đơn giản đúng không ạ? Có ai thấy cái này nó khó làm không ạ? Quá dễ làm đúng không ạ? Chỉ có mỗi là gì, cầm cái tay lên, hôm nào bận không có ai cả thì mình tự cào, hôm nào rảnh rảnh, hôm nào đau đầu quá thì nhờ người khác, người ta cào cho cái thôi đúng không ạ? Nếu anh chị em nào chưa sở hữu máy thì cứ qua cái những cái trung tâm trị liệu mà tới đây có 100 trung tâm trị liệu của hệ thống đúng không ạ, chúng ta được trải nghiệm miễn phí mà. Rồi nhưng bên cạnh đó là gì ạ, công ty nhá, nếu mọi người mua sản phẩm này nhá thì công ty cũng sẽ tặng luôn đấy, tặng cho mọi người là cái gì ạ, cái gel này là một cái gel làm ở mặt, thì là gel này nó làm săn chắc da mặt này, một cái gel là đau mỏi vai gáy eo cho nó bôi cái gel đấy vào, và công ty cũng sẽ bán 2 cái sản phẩm này để cho mọi người có thể mua thêm đúng không ạ, chúng ta dùng hết chúng ta phải mua thêm chứ đúng không ạ. Đó thì cái này nhá, gel mặt thì Thắng sẽ nói qua rồi, nó có 8 loại axit này, nó được bổ sung collagen này, nó thêm nhiều thành phần thực vật và thảo dược để cho mọi người là ngay lập tức nó nâng săn chắc da ngay lập tức. Nếu như anh chị em nào mà gì ạ muốn sử dụng sản phẩm mà gì ạ before after thì cái này chỉ sau 20 phút thôi là before after lại mặt lệch luôn và trẻ ra luôn trông thấy, được chưa ạ? Ok không ạ? Cả nhà có thấy cái sản phẩm tuyệt vời không? Mọi người bảo ui đi làm đẹp mãi, ui làm đẹp đẹp hôm nay thì làm đẹp về mặt dỗi ra thì chấm chấm cái gì ấy, mặt bung bét cái ra sau đó 1 tuần sau mới đẹp, nhưng cái này là đẹp luôn trong một chốc một lát thôi ạ. Có thấy tuyệt vời không ạ? Tác dụng chống lão hóa cực kỳ tốt. Ví như là ai mà mặt mà bảo là bị gọi là bị dạo này em dạo này em xấu xí quá, em già quá, dạo này em bận rộn công việc quá thì đi vào đây chị hỗ trợ cho em cái thôi, chắc chắn em trẻ hóa ra cái, người ta có thích mình đâu. Có tuyệt vời không ạ? Đúng ạ. Tiếp theo là cái vai cổ eo đúng không ạ? Hôm nay thì có một người bạn của mình đau quá, ở thôi qua nhà bạn mình đi, bạn qua nhà nhà tôi có cái máy này, tôi sẽ giúp cho bạn đỡ đau.
đỡ phải mất 500 1 triệu ra ngoài quán đúng không ạ? Thì đấy cũng được. Hoặc là những anh chị em nào thì ạ, anh chị em nào đang có cái cơ sở trị liệu spa đúng không ạ, hay đang kinh doanh một cái gì đó thì mọi người thể lấy cái sản phẩm này làm gì ạ, một cái sản phẩm tăng thêm cái giá trị cho cái chuỗi spa của mình hay chuỗi kinh doanh của chúng ta đúng không ạ. Hay tiếp theo chúng ta có thể thu phí. À, cái thu phí này thì em Thắng cũng dự tính chắc là chúng ta cũng phải làm một cái quy trình để cho những spa để chúng ta có thể làm thu phí đúng không ạ. Bình thường mọi người nâng cơ mặt chúng ta làm trẻ hóa, nâng phi kim cái gì đấy, em nghe thoáng thoáng mấy chị em này nói đấy, có phải mà vài chục triệu không, có phải 100 triệu không, nhưng nếu cái này nó có thể giảm cho mọi người 10 lần thì mọi người có làm được không ạ, thì có phải nhà nhà người người làm đẹp được không ạ. Và đây em nghĩ rằng là một giải pháp để giúp cho ai cũng có thể đẹp và trẻ một cách tự nhiên và thiện lành nhất. Ok không ạ? Và thôi được rồi, cái phần này em sẽ bỏ qua thêm đi, tại vì là nó còn một số chương trình. Rồi tận hưởng cái công nghệ chăm sóc sức khỏe toàn diện cùng Olyline với cái sản phẩm Tera P90 cộng này. Đó. Thì đây là một cái sản phẩm mà Thắng đánh giá rất là cao. Trong thời gian tới thì chắc chắn rằng nó sẽ còn rất là mạnh mẽ và thì, lan tỏa còn hơn nữa cơ. Đúng không ạ? Ok, thế thì chúng ta có câu hỏi nào trong cái phần về sản phẩm này không ạ? Em sẽ trở lại MC nhé, để cho MC kết nối chương trình cho buổi tối ngày nay tiếp tục. Cảm ơn các Vâng, bạn. rất là cảm ơn leader Văn Thắng. Vâng, chúng ta hãy thả tim, thả like để cảm ơn anh vì những thông tin rất là tuyệt vời, hữu ích để chăm sóc sức khỏe đối với sản phẩm mà team đội nhóm của chúng ta đang tham gia đồng hành sử dụng cũng như là trên cái tiến trình kinh doanh chia sẻ để giúp đỡ cộng đồng. Nếu các cô chú anh chị thấy rằng cái sản phẩm cực kỳ là tuyệt vời với những cái tác dụng mà chúng ta thấy rất là tuyệt vời thì hãy thả tim thả like để biết ơn leader Văn Thắng đi ạ. Vâng. Và nếu các cô chú anh chị có mong muốn hiểu thêm về những sản phẩm mà leader Thắng vừa chia sẻ thì chúng ta hãy giơ tay, có cái biểu tượng giơ tay ở trên màn hình đấy ạ. Đấy, ví dụ như Hồng Mến giơ tay này đấy. Mọi người giơ tay lên thì doanh nhân Thắng sẽ trả lời, chắc chắn là cũng sẽ không được nhiều vài câu hỏi thôi, bởi vì chương trình của chúng ta cũng có hạn và chúng ta sẽ được giải đáp ở trong nhóm sau. Ngay lúc này, ngay bây giờ, nếu cô chú anh chị nào có câu hỏi gì mong muốn được hiểu thêm về sản phẩm hoặc là có thể hiểu thêm về chăm sóc sức khỏe thì xin mời ạ. Và nếu chúng ta thực sự mà không có câu hỏi thì có lẽ xin phép các cô chú anh chị và các bạn là được nghe những câu chuyện và kết quả sử dụng sản phẩm. Những sản phẩm này vừa mới được cập nhật đến với đất nước Việt Nam của chúng ta, đúng không ạ? Cách đây chỉ có độ 6-7 ngày thôi, chắc là cái hành trình này thì có thể là các cô chú anh chị có người đã biết, có người thì chưa biết. Nhưng mà ngay hôm nay chúng ta sẽ lắng nghe những câu chuyện của những người đã ngay ngày đầu tiên biết đến cái sản phẩm, đã ngay lập tức ra quyết định mạnh mẽ sử dụng để cải thiện sức khỏe cho mình. Chúng ta hãy lắng nghe những cái kết quả sau 5 đến 6 ngày họ sử dụng ạ. Vâng, ở trên màn hình đã Hồng Nguyên đã nhìn thấy chị Nga Phạm Thị ạ. Vâng, trân trọng xin mời chị chia sẻ câu chuyện sử dụng sản phẩm của mình ạ. Rồi, cảm ơn MC xinh đẹp. Cảm ơn lãnh đạo Thắng đã chia sẻ. Xin chào cả nhà. Buổi Zoom buổi tối hôm nay thật tuyệt vời. Nga thì xin chia sẻ một chút cái cảm nhận sản phẩm thế này. Nga thì trước đây đã làm về năng lượng của cái máy Terahertz trước đây. Và trước đây thì công ty cũng đã ra cái máy mà ngồi chân như vậy tận 5.000 đô và Nga cũng đã ngồi vài lần bên máy đó. Có vài ngồi lần rồi nhưng mà bên đó họ bán cái máy rất là hiệu quả và tốt, nhưng mà mình ngồi thì mình không cảm nhận được ngay. Mình không phải là bây giờ mình làm cái máy này mà mình nói tốt cho bên nào nhá, nói công bằng luôn á, thì máy đó cũng đã rất là tốt nhưng mà để cảm nhận được ngay là mình cũng chưa cảm nhận được. Mình ngồi 2-3 buổi máy bên đó nhưng mình không cảm nhận được đâu. Nhưng mà thực sự là khi cái máy này của mình nó về đến Việt Nam là đúng vào ngày hôm mùng 1 đó, thì là có chuyên gia cùng của Malai, mình là cái buổi đầu tiên để lên để chia sẻ, thì
ngay đầu tiên hôm ấy mình ngồi xong, thật sự là Nga là cái người đi làm suốt ngày không bao giờ ngủ trưa, chưa bao giờ ngủ trưa đâu. Nên là mà bây giờ là mình nói thật là cũng ít ngủ, không ngủ được nhiều, vì trước đây là Nga cũng có thoái hóa đốt sống cổ nên là chục năm nay rồi cũng dùng rất nhiều biện pháp nên là đỡ thôi, nhưng mà cái ngủ là nó không ngủ sâu mà ngon. Nhưng ngay cái bữa trải nghiệm xong á, trời ơi cả nhà biết không, chỉ trải nghiệm xong một tí thôi, một lúc thôi là nó buồn ngủ rũ ra luôn. Ngày đầu tiên ngồi sau 30 phút buồn ngủ díp mắt luôn mà không chống được, về ngủ rất là ngon. Đến ngày thứ hai mới ngồi được có 20 phút mà rõ ràng định làm việc, có cả chuyên gia đấy. Ngày hôm đầu tiên ở bên nhà Dung mọi người sơ ngang ngủ gật tích kia, uống cà phê vẫn buồn ngủ mà kệ chuyên gia đang nói chuyện, chui sang phòng ngồi ngủ luôn mà rõ rửa khánh mà ban ngày mới luôn đấy, ngồi ghế ngủ luôn mà nó về rất là ngủ sâu. Mà tiếp là đến cả tuần sau là cứ về nhà buổi tối là mình ngủ được cảm rất là ngon giấc và rất là sâu giấc. Đấy là cái cảm nhận rất là nhanh và rõ, cả nhà nhìn đều nhìn thấy rồi. Cái bữa hôm đó mình có bao giờ ngủ trưa đâu, trời ơi mà ngồi xong xong là nó buồn ngủ mà đang làm giờ làm việc, mà có cả chuyên gia, có cả chuyên gia đấy mà kệ không có làm được nữa mà chui sang ghế là ngồi ngủ luôn. Thực sự là cái máy mình cảm nhận nó rất là nhanh như vậy, nó là được cái cảm nhận mới ngồi được có đúng 2 buổi thôi, buổi thôi. Mà ngày hôm nay chúng ta thấy là sau Covid này, rồi áp lực công việc này, rất là nhiều người chúng ta đang bị mất ngủ, stress, ngủ được rất là ít, nhất là cái giấc ngủ sẽ không được ngon. Và khi ngồi cái máy này chúng ta cảm nhận được rất rõ cái điều đầu tiên đó là nó cải thiện cho mình luôn và ngay cái giấc ngủ. Chính vì vậy cho nên là chắc là trong cái đợt tới này thì cái máy của chúng ta nó rất là hợp lý so với cái túi tiền mà chúng ta đang mua trước đây của Bright là 5.000 đô, thì bây giờ chúng ta là 1.000 đô và cơ chế kinh doanh của chúng ta cũng rất là tuyệt vời, thì rất là bùng nổ. Nga chỉ mới ngồi được có đúng 2 buổi thôi mới cảm nhận được như vậy. Đấy. Cảm ơn các cô chú, các anh chị đã lắng nghe. Chúc cả nhà buổi tối vui vẻ, hạnh phúc. Rồi, cảm ơn cả nhà. Vâng, rất là biết ơn câu chuyện chia sẻ của chị Phạm Thị Nga. Cả nhà hãy tin ở góc độ trải nghiệm. Tất nhiên là câu chuyện nếu như chúng ta đã từng có máy sử dụng trong một vài ngày hôm nay thì chắc chắn là sẽ đồng tình với ý kiến của chị Nga. Nhưng nếu ai đó buổi đầu tiên xuất hiện trong Zoom, mọi người có quyền được thắc mắc, có quyền được có cái ý kiến nào đó trái chiều. Nhưng Hồng Minh tin rằng là kết quả chỉ có khi chúng ta trải nghiệm. Và bản thân Hồng Mến thì sau khi ngồi Hồng Mến thì lại rất là may mắn lấy máy từ hôm mùng mùng 2, mùng 3, và Hồng Mến ngồi mỗi ngày 2 lần tối đa như quy định, thì thực sự là mặc quần áo đã thấy giảm đi rõ ràng luôn, và nhìn thấy da thì mọi người nói là đã sáng hơn một chút. Đấy, cái sự khác biệt thực sự là như vậy. Mà mỗi lần mà Hồng Mến ngồi thì mồ hôi coi như đầm đìa, chưa bao giờ Hồng Mến chạy bộ hoặc là đi thể dục mà có được cái kết quả như vậy. Thì cái này cũng mong các cô chú anh chị phải trải nghiệm, nói thì sẽ mọi người sẽ không không tin. Vâng, và rất là biết ơn và cảm ơn chị Phạm Nga đã là người cũng đã sử dụng những công nghệ khác nhưng mà chị cũng đã mở lòng đón nhận cái công nghệ hiện đại nhất trên thế giới. Chúc mừng chị đã đón nhận được cái tinh hoa trên toàn cầu. Vậy còn ai muốn chia sẻ câu chuyện sử dụng máy của mình không ạ? Các cô chú anh chị đã có được máy trong những ngày đầu tiên ạ. Hồng Mến nhìn thấy dấu hiệu của anh Đỗ Quốc Minh đã mở audio, chắc chắn là anh muốn chia sẻ câu chuyện đúng không ạ? Bởi vì ông Mến biết là anh cũng là một trong những người lấy máy ở những ngày đầu tiên, sau đó thì Hồng Mến là người tiếp theo sẽ học. Và xin trân trọng mời anh Đỗ Quốc Minh ạ. Vâng, tôi kính chào tất cả anh chị em ở trong Zoom. Thế là tôi hôm nay tôi cũng qua cái buổi Zoom này thì tôi cũng muốn là chia sẻ cái cảm nhận của mình khi mà sử dụng cái máy THS mà P90. Thế cái máy này thì tôi bắt đầu dùng nên là từ hôm mùng 2 tháng 5 đến hôm nay là được 5 ngày. Nên là cái này thì tôi cảm nhận thấy như này. Khi mà về là dùng thấy thì khi cả quá trình ý, là nó cả cơ thể nó nóng dần lên và đến cái lúc mà nó dùng xong ấy thì nó toát mồ hôi này, mồ hôi nó chảy nhiều, thì cũng như là mọi người cũng cảm nhận đấy là tôi như cái tay tôi này, thế là nếu như mà trước ấy là những khi mà mình nắm chặt vào cái này này
cái khớp cái những cái khớp tay của hai bên này này nó rất là đau. Thế nhưng mà đến bây giờ mới được 5 ngày thì thấy là nó bóp ra bóp vào nên là nó rất đơn giản mà khép hẳn tay vào như này. Thế nên là nó đã đỡ hẳn đi. Duy nhất là trong 5 10 ngón tay này là bây giờ thì còn mỗi một cái ngón này cái còn một cái đốt này thôi là nó có hơi hơi đau đau thôi. Đấy. Với này nữa là khi cảm nhận ấy, là có đến cái ngày thứ hai là cái hai gót chân rất là đau. Thế nhưng mà mình cảm thấy là mình cũng phải cố chịu xem là thế nào. Như là nó đau một hôm đau rồi thì đến hôm sau nữa thì cái độ đau nó đỡ đi. Và đến hôm thứ ba thì là cái đau ở dưới gót chân ấy là nó hết. Đấy. Nên là tôi thấy là không thì qua cũng có những cái sơ đồ mình nhìn thấy người ta vẽ ở trên cái bàn chân của mình ấy là hai bàn chân ấy nó phản chiếu những cái mà các cơ quan ở trong cơ thể mình như là sống lưng này, rồi gan này, tim này, rồi các coi như là dạ dày này, đường ruột này thì những cái ý nó phản chiếu là toàn bộ những cái nội tạng trong cơ thể. Nên là tôi thấy rằng là với cái sóng THZ này nó truyền truyền qua người thì tôi thấy là nó chắc nó cũng hiệu quả. Nên là nó đau mấy ngày thì xong. Nên là ngay cái hôm đầu tiên tôi trải nghiệm cái sản phẩm P90 này ấy, là khi mà mình dùng cái bút thử ấy thì khi mà dí cái bút thử lên trên đầu tôi này là cái đèn nó chỉ hơi sáng sáng thôi mà có chỗ thì nó không sáng. Thế nhưng mà đến bây giờ thì toàn bộ cơ thể là khi mà mình dùng là cái bút thử là đi đến đâu là nó sáng đến đấy. Thì tôi thấy rằng là như thế là nó thông rồi. Đấy. Thì thấy là người nó cũng sảng khoái hơn rất là nhiều. Thế bên cạnh đấy thì khi mà mình cũng có những cái mà mình về mình cũng mời anh em rồi hàng xóm thì cũng mọi người trải nghiệm. Thì cũng có một cái bác là năm nay là 70 tuổi. Thì ba cái cũng có cái trải nghiệm giống như là của chị Nga vừa rồi là khi mà ba cái dùng thì ngay hôm đầu tiên thì đêm hôm ấy là ba ngủ rất là say, sáng sau sáng khoe luôn là đêm qua ngủ ngon quá. Thế mà thế thì ba này ngồi đi có nhà có máy rồi bác dùng đi. Thế là ba cái này dùng thì hôm sau sang lại khoe là cái tay của tôi ấy, là ngày xưa nó cứ tê nó run. Thế bây giờ này đỡ rồi và thế cứ dùng tiếp. Đấy. Thì những cái ý là nó những cái mà nó trải nghiệm thì là tôi thấy rằng là với cái sóng THZ ấy thì tôi cũng có cái đam mê tại vì là khi mà dùng cái gọi là cái máy khò gọi là cái dạng như máy khò nó như máy xế nó dài này. Thế là cũng là có cái nó sinh ra cái tần số sóng THz nhưng mà nó phải chiếu vào, thì nó chỉ được một vị trí thôi nhưng mà tôi thấy là cái tần số sóng THz của cái máy P90 này ấy, thì nó lại chạy từ bàn chân nọ sang nó chạy lên người nó vòng sang bằng bên bên chân kia. Nghĩa là như thế thì sóng sóng THz ấy, nó tuần hoàn trên cả cơ thể mình, nghĩa là tất cả mọi cơ quan tất cả cái cơ thể nó đều cái sóng nó đều chạy. Và thêm nữa là có một cái thêm một cái nữa là cái P PMF thì cái ý là tôi thấy là nó có một cái như thế thì nó có cái tốt hơn đấy mà nghĩa là nó có những cái mà nó gọi là nó đẳng cấp hơn nó có cái mới hơn thì cái ý nó gọi là dạng sóng sóng từ của vũ trụ thì nó có cái là nó thấy là cái hiệu quả vào trong con người nó nhanh hơn đấy. Thì mới qua được có 7 ngày 5 ngày 5 ngày trải nghiệm thì tôi thấy là tôi yêu cái sản phẩm này và ngày nào cũng dùng mà cả nhà tôi bây giờ 4 người thì coi như là đã dùng cả rồi. Thế còn chưa kể là anh chị em, thế anh chị em thì cũng dùng đấy mà coi như là có người là
là còn có nhà tích cực hơn nhà tôi, sáng đã chạy sang lại bảo thôi tôi phải ngồi tí nữa, phải đi công việc đấy. Thì cái ý là nó, tôi thấy là nó với cái sao cái máy này là rất là hay, nên là đấy là cái trải nghiệm nghiệm của tôi đấy, thì về cái máy này. Và cũng đấy thì rất là cảm ơn mọi người đã lắng nghe rồi, thì xin trả lại cho nhà phòng Zoom cho MC mến. Cảm ơn mọi Vâng, người. rất là cảm ơn anh Đỗ Quốc Vinh với câu chuyện sử dụng máy rất là chân thành và mộc mạc của anh. Vâng, chúng ta cùng thả tim thả lai để chúc mừng cho anh Đỗ Quốc Minh của gia đình của anh, cũng như là cho cái sản phẩm mà chúng ta đang được sử dụng cũng như là tìm hiểu. Không có cớ gì mà anh Minh khen nó hiệu quả hơn các cái sản phẩm anh đã sử dụng, bởi chúng ta vừa nghe doanh nhân Thắng chia sẻ thì đây là sản phẩm đang độc quyền và mới nhất trong trên thị trường thế giới, đúng không ạ? Và chúng ta là những con người cực kỳ may mắn được sử dụng cái sản phẩm tuyệt vời nhất đi đầu ở trên thị trường về vấn đề chăm sóc sức khỏe. Vâng, và cũng không có cớ gì mà tại sao những người dùng lại hiệu quả như vậy, bởi vì chúng ta biết rằng tất cả các huyệt đạo trong cơ thể con người thì nó đều nằm ở gan bàn chân, và cái máy này nó tác động trực tiếp vào hai cái đầu bàn chân của chúng ta. Và Hồng Mến thực sự là hạnh phúc cũng mỗi lần ngồi vào máy, và nếu như chúng ta được ngồi trong cái tư thế tĩnh thiền nữa thì Hồng Mến tin rằng hiệu quả nó rất lớn, bởi vì bản thân người ngồi thiền thì nó cũng đã có một chút tốt rồi, nhưng chúng ta lại vừa được ngồi thiền vừa được đả thông bằng những cái công nghệ đỉnh cao nhất trên thế giới, thì đó là một điều vô cùng vi diệu và tuyệt vời. Rất là biết ơn và cảm ơn câu chuyện của anh Đỗ Quốc Minh cũng như là chị Phạm Thị Nga. Rất là mong muốn được gặp gỡ, được trao đổi, chia sẻ cùng với những founder. Vậy thì đó có phải là những nguyên nhân mà các founder đã mang máy về cho người dân Việt Nam, cho cộng đồng được sử dụng không ạ? Vâng, rất mong được nhận được sự chia sẻ của founder Hảo, founder Hoàng Dung, founder Thắng. Mọi người có thể chia sẻ để mọi người hiểu thêm, cũng như là các founder có thể chia sẻ giúp cho những anh chị em mà chưa thực sự là biết cách sử dụng, là nên sử dụng như thế nào, thời gian cũng như là khi nào thì hiệu quả nhất ạ. Hồng Minh xin mạo muội được hỏi như vậy có được không ạ? Xin mời ba founder của chúng ta, ai cướp mic để trả lời, chia sẻ cống hiến cho các anh chị em trong Zoom ạ. Vâng, chúng ta thấy Father Thắng nó xuất hiện rồi ạ. Vâng, xin cảm ơn Father với đấy là cái câu hỏi của Hồng Mến. Không biết các cô chú anh chị là cũng có mong muốn có câu hỏi đó không? Hoặc là Father Thắng muốn nhắn nhủ chia sẻ gì với cùng cộng đồng 33 người thì rất là mong muốn được đón nhận kiến thức về sản phẩm cũng như là lĩnh vực kinh doanh của chúng ta. Em cảm ơn chị Hồng Mến. Vừa rồi mọi người cũng đã nghe được hai cái câu chia sẻ từ gì ạ, trái tim của mình đến mọi người đúng không ạ? Đó chính là hai người mà đã dùng sản phẩm này, là như chị Nga đúng không ạ, như anh Quốc Minh, thì mọi người đã thấy rằng là cái sản phẩm này nó một cái sản phẩm là biết nói. Sản phẩm này nó là một cái sản phẩm mà giúp cho chúng ta tiếp cận được khách hàng rất là nhiều. Trong cái ngày hôm nay thì em Thắng có những cái văn phòng để có thể trải nghiệm đấy ạ. Thì mọi người mà đến hỏi bảo là bán ở đây bán cái gì, và em chả bán cái gì cả, em chỉ ở đây em chia sẻ cho mọi người về một cái sản phẩm tốt đi. Nhưng mà sau khi mọi người dùng xong thì mọi người thấy rằng là à, đây là một cái sản phẩm tuyệt vời, và một cái sản phẩm mà có thể nói là giúp cho chúng ta có thể lan tỏa cực kỳ tốt. Thì vậy thì nếu như chúng ta mà vừa có một sức khỏe tốt, chúng ta lại mang giúp cho đời rất nhiều bằng cách đó là chúng ta chia sẻ cái này, thì với một cái gọi là chúng ta đến được cái việc đó là về sức khỏe, nhưng mà nó phải đến được cả về tiền nữa. Đến được cả hai cái thì nó còn tuyệt vời hơn không cả nhà. Vậy thì hôm nay Thắng sẽ chia sẻ cho các bạn một cái chính sách kinh doanh có thể nói là vô cùng ưu việt. Và chính sách kinh doanh này nó sẽ giúp cho rất nhiều người có thể nói là từ không có gì trở thành có rất là nhiều tiền. Hoặc là có thể là mọi người cũng có thể một cuộc sống an vui, an nhiên từ những cái đồng tiền mà mọi người chia sẻ bằng cách happy nhất từ cái sản phẩm này. Được không ạ? Ok, ai mong muốn nghe nghe chia sẻ chính sách mà Thắng sẽ chia sẻ ngay bây giờ thì mọi người hãy comment là gì ạ? Phím 3 để em Thắng biết được không ạ? Ok. Rồi, phím 3.
mọi người tương tác thật mạnh lên ạ. Vì chúng ta nếu như chúng ta mà kinh doanh, nếu mà sản phẩm tốt đến mấy, đúng không ạ? Em Thắng cũng đã từng kinh doanh rất nhiều các sản phẩm khác, những cái sản phẩm mà gì ạ, nó vô cùng tuyệt vời luôn. Nhưng nó vẫn mắc ở cái câu chuyện là chúng ta không thể đến một lúc đó là nó giúp cho chúng ta vừa có sức khỏe mà chúng ta lại chạm được cái gọi là về cái thu nhập nữa. Nó chính là tự do tài chính ạ. Thì phải có một cái mô hình kinh doanh phải cực kỳ thông minh. Và em Thắng sẽ chia sẻ cho mọi người nó thông minh như thế nào và nó giúp cho chúng ta kiếm tiền bằng cách nào, đúng không ạ? Và giúp cho những cái người mà từ những người bình thường có thể trở nên nhỉ, phi thường thì như thế nào nhá. Cả nhà nhìn thấy trên màn hình chưa ạ? Đây chúng ta sẽ xây dựng doanh nghiệp của chính mình nhé. Em Thắng thì thường hay nghe thấy mọi người là gì ạ? Nếu như chúng ta kinh doanh hay chúng ta làm về một cái gì đó thì chúng ta chỉ nghĩ rằng chúng ta chỉ là nhà phân phối bình thường thôi. Nhưng đối với em Thắng thì đây nó là một cái doanh nghiệp của bản thân mình và chúng ta phải chịu trách nhiệm cho bản thân mình. Chứ không phải là gì ạ? Cái người giới thiệu mình vào đây hay là một người nào đó là gì ạ? Phải chịu trách nhiệm mà chúng ta phải là gì ạ? Chính bản thân mình. Đó. Thì ở đây công ty ấy và đội nhóm cũng sẽ hỗ trợ chúng ta định hướng về tương lai và chúng ta định hướng được về cái dinh dưỡng này và tận hưởng những cuộc sống tốt đẹp, các lifestyle của chúng ta, đúng không ạ? Và ở đây thì chúng ta liên tục tìm kiếm ra những cái nhà vô địch và những nhà lãnh đạo xuất sắc, những người tiên phong và những người thay đổi thế giới về cái cách chăm sóc sức khỏe, được không ạ? Và ở đây nó có một chính sách gọi là chính sách 5-0. Chính sách 5-0 này là một cái chính sách vô cùng tuyệt vời. Nếu như mọi người ở ngoài kia, đúng không ạ? Để chúng ta kiếm một tháng thu nhập mà tầm khoảng 30 mà đến 50 triệu thôi. Thì em Thắng dám khẳng định mọi người bị áp lực vô cùng, áp lực lắm đấy. Đấy, như ở đây chúng ta vào đây chúng ta là thành viên, đúng không ạ? Chúng ta không mất một cái đồng phí nào cả. Chúng ta không phải đặt cọc cho một cái gì hết. Chúng ta chỉ việc là chúng ta vào đây chúng ta kinh doanh thôi. Và chúng ta cũng không cần phải vốn quá lớn để chúng ta có thể kinh doanh và khởi động cùng với cả là hệ thống của gì ạ? Online được. Không cần vốn lớn. Bình thường chúng ta mà kinh doanh, đúng không ạ? Chúng ta gọi là doanh nghiệp, chúng ta gọi là doanh nhân mà chúng ta không bỏ đến vài trăm triệu đến tiền tỷ ra thì em dám khẳng định mọi người thì chắc chắn không làm được doanh nghiệp đâu. Nhưng với đây một cách xây dựng doanh nghiệp một cách đơn giản nhất và mọi người có thể là tối ưu hóa được cái thu nhập của mình. Đấy, và bỏ ra vốn rất là nhỏ. Tiếp theo là không giới hạn thời gian, đúng không ạ? Với những cái công việc khác thì mọi người sẽ thấy rằng là giới hạn thời gian nó là một cái khoảng cách và nó giúp cho chúng ta có thể nói là không thể đi dài được. Có một cái công việc rất là tốt nhưng mà chúng ta chỉ cần 3 tháng, 6 tháng chúng ta không làm được thôi thì gì ạ? Công ty có cắt cổ chúng ta đi không ạ? Em dám khẳng định mọi người ngoài kia làm ở đất nước Việt Nam này, nếu như chúng ta làm một cái target nào đó, đúng không ạ? Không đạt được thôi thì chắc chắn là chúng ta cũng sẽ gì ạ? 3 tháng thử việc là chúng ta lên đường thôi. Nhưng yên tâm rằng ở đây là chúng ta không giới hạn thời gian. Em bị như là một trường hợp một anh chị A nào đó, em Thắng giới thiệu ra, đúng không ạ? Nhưng mà vì một lý do cá nhân hay một lý do là khách quan nào đó bận không làm được. Ok, không sao cả. Một năm sau quay lại vẫn có thể làm việc bình thường với em Thắng, đúng không ạ? Một lần làm mãi mãi luôn. Và thứ hai là không yêu cầu tồn kho. Không có yêu cầu tồn kho có nghĩa là mọi người không phải nhập hàng nhiều về làm gì cho nó vất vả cuộc đời mình ra, đúng không ạ? Chúng ta không cần yêu cầu tồn kho, chúng ta chỉ cần là gì ạ? Trở thành những nhà kết nối, những nhà chia sẻ thôi ạ. Có nghĩa là gì ạ? Mọi người biết rằng là top 3 thu nhập tốt nhất trên thế giới là hiện giờ đang nằm trong những người tư vấn viên, những người đang làm trong những ngành nghề về kết nối nhé, cả nhà nhé. Và mọi người đang được tiếp cận đến một cái cơ hội kinh doanh, đó chính là gì ạ? Có thể tạo ra cái thu nhập là ở trong top 3 người, top 3 ngành nghề có thu nhập tốt nhất. Thứ năm là gì ạ? Không có áp lực doanh số hàng tháng. Không có áp lực gì cả. Nếu như mọi người làm về một cái mô hình mà mọi người không bị target, mọi người không bị áp lực như này thì mọi người làm có đơn giản không ạ? Mọi người làm nhiều, mọi người được nhiều, mọi người làm ít thì mọi người được ít thôi, đúng không ạ? Đơn giản như vậy thôi. Và ở trên này nó có 7 loại hoa hồng. Hoa hồng đầu tiên chi trả cho chúng ta đó chính là hoa hồng mà gọi là hoa hồng shipping voucher. Hoa hồng thứ hai là hoa hồng giới thiệu tiền thưởng trực tiếp. Có nghĩa là nếu như chúng ta giới thiệu một ai đó vào đây thì chúng ta sẽ được công ty chi ân lại cái phần này, đúng không ạ? Đó một cái phần thu nhập gọi là phần hoa hồng giới thiệu trực tiếp. Đó. Phần thưởng thứ hai gọi là phần thưởng tier bonus, đó tiền tiền thưởng gọi là cân tầng. Đó thì em Thắng tí giải thích cho mọi người cân tầng nó là như thế nào. Tiếp theo là tiền thưởng cân cặp. Tiền thưởng cân cặp là tiền thưởng thứ tư. Tiền thưởng thứ năm là coaching bonus, có nghĩa là tiền thưởng là gì ạ? Tiền thưởng đào tạo của chúng ta. Khi chúng ta trở thành những nhà đào tạo tốt thì chúng ta sẽ có một cái nguồn thu nhập cực kỳ tuyệt vời từ cái coaching bonus này. Thứ sáu là tiền thưởng từ apply bonus. Có nghĩa là khi mà chúng ta được một người nào đó giới thiệu vào đây, đúng không ạ? Thì người đó sẽ mang lại một cái nguồn thu cho chính bản thân mình.
Nhưng cái nguồn thu của chính bản thân của họ đó thì công ty cũng sẽ trích lại. Mọi người thường thường là mọi người chỉ nghe thấy giới thiệu là chúng ta được tiền thôi. Nhưng ở đây chúng ta khi chúng ta đăng ký của người giới thiệu đấy thì chúng ta được thu nhập từ người giới thiệu đó. Mọi người thấy tuyệt vời không? Đây là cái mà chính sách mà em Thắng rất là thích. Tiếp theo là tiền thưởng Star Code. Có nghĩa là đây là tiền gọi là tiền thưởng doanh số chia toàn cầu cho tất cả mọi người. Được chưa? Tiền thưởng chia cho tất cả mọi người. Đấy. Và em Thắng đây gọi là một cái mô hình tiếp thị network marketing trên toàn cầu. Ở đây chúng ta là ở trên toàn cầu. Và đây là một mô hình kinh doanh rất là thông minh và rất là ưu việt cả nhà nhé. Đó họ tối ưu cái việc đó là ship hàng, ôm hàng để cho chúng ta có thể một cái chính sách mà chúng ta gì ạ, vẫn có thể trở thành thành một người kinh doanh business cùng với cả công ty. Vậy anh Thắng sẽ giải thích kỹ cho mọi người này. Cái tiền tặng voucher này nó là như thế nào ạ? Em ví dụ như đây một người nào đó vào mở mở mã ID, có nghĩa là chúng ta mua hàng. Chúng ta mua hàng thì chúng ta sẽ được có ba cái gói mua hàng. Chúng ta mua gói 1.000 đô thì chúng ta được một máy, chúng ta mua 2.000 đô được hai máy, chúng ta mua 3.000 đô, à mua 6.000 đô được 6, được được gọi là P6 đúng không ạ? À P5. Thì khi chúng ta giới thiệu thì chúng ta cũng được tiền, mà chúng ta đăng ký chúng ta cũng sẽ được tiền. Em ví dụ như là gói P3 là gì ạ? Chúng ta sẽ được 8 triệu rưỡi tiền hàng. Và chúng ta giới thiệu chúng ta được 8 triệu rưỡi tiền. Được chưa ạ? Tiếp theo này. Tiền thưởng này gọi là tiền thưởng gì ạ? Performance bonus có nghĩa là tiền thưởng giới thiệu trực tiếp đấy ạ. Có nghĩa là khi chúng ta vào đây chúng ta có một người bạn hay một người nào đó quen biết, đúng không ạ? Họ mua hàng sản phẩm này thì công ty chi ân lại cho chúng ta một cái phần thưởng đó là gì ạ? Nó khoảng 1 triệu 7, 75 đô gì đó. Đấy. Nhưng nó không dừng lại ở đấy. Nếu như chúng ta ở đây là chúng ta nếu như chúng ta mua một máy cho bản thân mình, chúng ta lại tiếp tục giới thiệu tiếp đúng không ạ? Thì chúng ta được 1 triệu 7, nhưng chúng ta giới thiệu một người thứ ba. Đó, người thứ ba này chúng ta thì có hai người bên dưới ở chúng ta như này. Đó, gọi là ngang hàng nhau thì chúng ta gọi là chúng ta sẽ được cân tầng và chúng ta sẽ được là 375 đô cho một tầng này. Và cái tầng này chúng ta sẽ được tính là gì ạ? Cứ một tầng là chúng ta sẽ gì ạ? Có được một cặp chúng ta cân. Thì cái tiền thưởng cân tầng này á thì là người của chúng ta hoặc là những người bạn của chúng ta hay những người ở bên trên live trên họ thả xuống hoặc là mình cũng kết hợp ấy ạ. Thì đều có thể là gì ạ? Có được cái thu nhập là cân tầng 375 đô. Thì cái điều gì xảy ra khi mà hệ thống của chúng ta và chúng ta cùng phát triển cứ liên tục cân tầng này đúng không ạ? Mỗi ngày mà chúng ta có tầm khoảng 3 cái tầng này chúng ta liên tục cân này thôi, chúng ta có thu nhập 25 triệu một ngày này cả nhà. Và cái này nó không giới hạn thu nhập là nó n tầng nhé cả nhà nhá. Đấy. Tiếp theo là tiền tầng thứ tư trở đi thì chúng ta sẽ được gọi là tiền thưởng. Cái tiền thưởng này là ai cũng cân tầng như chúng ta thì có một cái gọi là một cái tầng ở bên nhánh phải đấy ạ. Thì cái phần này nó gọi là gì ạ? Một cái điểm thưởng gọi là sale bonus đấy ạ. Thì sẽ được cân từ 11 đến 13%. Thì cái phần 11 đến 13% này chúng ta sẽ là gì ạ? Chúng ta hưởng gián tiếp từ những cái người mà chúng ta phát triển ra đấy ạ. Họ đang tiếp tục họ làm việc của họ phát triển ra thì chúng ta sẽ được là 1 triệu 7 đến 1 triệu 9 trên một cặp. Đó, cứ một người xuất hiện bên trái, một người xuất hiện bên phải thì chúng ta gọi là một cặp. Thì một cặp này chúng ta sẽ được là gì ạ? Được 11 đến 13%. Con số này thì nó rất là lớn. Và cái này thì em sẽ lưu ý lại cho mọi người là nếu như mọi người vào gói P3 thì chúng ta sẽ được max out thu nhập một ngày là 1.000 đô. Gói P4 là max out thu nhập là 2.000 đô. Và cái gói P5 chúng ta max out thu nhập là 6.000 đô của cái cân tầng này. Rồi đây là phần coaching bonus có nghĩa là gì ạ? Là tiền thưởng hỗ trợ cho chúng ta đào tạo và phát triển ra những hệ thống kinh doanh. Ở trên này N1 này nó tương đương với là những cái người mà gì ạ? Chúng ta giới thiệu ra là thế hệ thứ nhất. Thế hệ thứ hai đó là L2, thế hệ thứ ba là L3, thế hệ thứ tư là L4, thế hệ thứ năm là L5. Thì với cái phần trăm thu nhập của chúng ta, em ví dụ như là em giới thiệu một người A nào đó vào, họ làm tốt, họ phát triển tốt, họ tạo ra thu nhập là 100 triệu thì em sẽ nhận được 10% của 100 triệu này là em được 10 triệu. Và người đó cũng tiếp tục họ cũng thấy sản phẩm tốt và mọi người cũng đi chia sẻ thì người ta lại đi giới thiệu sang cái người L2 thì cái người L2 này cũng em cũng sẽ nhận được 5% về đó. Và cái người L2 lại tiếp tục lại giới thiệu ra cái người L3 và họ phát triển cũng thu nhập như vậy thì em cũng được 5% người đó. Và cứ thế là L4, L5, L6 thì cũng được 5% liên tục như vậy. Đúng không ạ? Và chúng ta sẽ có một số điều kiện để chúng ta nhận được cái này thì mọi người có thể hỏi sau. Tiếp theo là thưởng team bonus này. Team bonus là gì ạ? Là một cái người
tuyến bên trên của chúng ta, đúng không ạ? Người tuyến bên trên của chúng ta là cái người mà họ phát triển rất tốt đi ạ. Thì chúng ta sẽ được cái thu nhập của cái người bên trên của chúng ta là được 5%. Em ví dụ như cái người bên trên cạnh của một người nào đó ở bên trên này là thu nhập 100 triệu thì mình cũng sẽ được 5 triệu từ đây. Như chúng ta chỉ nhận được max out nếu mà vào gói P3 là được 3.000 đô, max out của gói P4 là 6.000 đô và max out của gói P5 là 18.000 đô. Đó, cái tiền thưởng này là độc nhất vui, là công ty duy nhất trên có chế độ gọi là cấp dưới được hưởng hoa hồng của cấp trên. Tiền thưởng tiếp theo là hệ thống của chúng ta dễ dàng để nhận được cái phần chia cổ tức toàn cầu như này. Nếu như chúng ta làm việc của công ty nào đó, đúng không ạ? Chúng ta phải hoạt động 5 năm, 10 năm, 20 năm chưa chắc đã được nhận cái cổ tức của công ty vì chúng ta có được cổ phần đâu. Nhưng công ty này là gì ạ? Chia sẻ lại cho chúng ta cái gọi là lợi ích 5% trên toàn cầu. Mọi người ơi, nếu mà ở nguyên Việt Nam thì không nói, nhưng mà ở đây chúng ta đã phát triển hàng chục quốc gia, hàng vài chục quốc gia rồi, đúng không ạ? Thì cái việc chúng ta được chia này nó rất là lớn cả nhà nhá. Và chỉ cần là gì ạ? Chúng ta trở thành huấn luyện viên 1 sao, Star One thôi, Star One Code, thì là chúng ta có 14 đơn vị, một cái nhánh nhỏ hơn thì chúng ta sẽ nhận được một phần cổ tức. Huấn luyện viên 2 sao chúng ta sẽ nhận được là gì ạ? 2 phần cổ tức. Thì cái nhánh nhỏ chúng ta chỉ 134 máy thôi là chúng ta có thể đạt được. Huấn luyện viên 3 sao là 667 máy thì chúng ta sẽ nhận được 4 phần. Huấn luyện viên 4 sao 1.334 máy nhận được 10 phần. Huấn luyện viên 5 sao 6.667 máy thì chúng ta sẽ nhận được 20 phần và một biệt thự nửa tỷ đô. Và hiện giờ là gì ạ? Nó còn phần gì ạ? 6 sao và 7 sao nữa. Nhưng mà em Thắng không ghi vào đây. Nhưng mọi người chỉ cần là gì ạ? Trong tháng đầu tiên chúng ta đạt huấn luyện viên 1 sao, coi như chúng ta được tiền cổ tức rồi. Công ty cũng không cần phải năng động gì cả và chúng ta chỉ phát triển lên thôi là chúng ta có thể nhận được phần này. Ok không ạ? Rồi tiếp theo một số điểm lưu ý để anh chị em có thể nắm được này. Cái tiền thưởng hàng ngày chúng ta sẽ tính vào 9 giờ sáng ngày hôm sau, có nghĩa là ngày hôm nay chúng ta đăng ký thì ngày mai chúng ta sẽ nhận. Mỗi ngày thì chúng ta sẽ nhận mỗi mỗi tháng chúng ta sẽ nhận vào 15 đến 30 ngày nếu chúng ta rút tiền bằng tiền Malaysia. Đấy, còn nếu như chúng ta thanh khoản chúng ta sẽ có nhiều cách để chúng ta có thể rút được tiền ngay. Người được được giới thiệu đầu tiên sẽ được nằm ở bên tay trái của chúng ta. Cái phần thưởng được chia này thì chúng ta sẽ chia thành 80% là tiền mặt, 20% là điểm tái tái mua hàng. Có nghĩa là như này, nếu anh chị em thu nhập được 100 triệu thì chúng ta sẽ nhận được 80% của cái tiền mặt này thôi. Và 20% là 20 triệu đấy thì chúng ta sẽ phải tái mua hàng lại. Đấy, vì sơ đồ của chúng ta đã chi trả cho chúng ta rất là nhiều chính sách và kinh doanh rồi, đúng không ạ? Một điều nữa là Thắng sẽ chia sẻ mọi người là bây giờ là thời điểm cực kỳ tốt, nó là một cái chìa khóa vàng để chúng ta thành công. Mọi người hãy comment đi ạ, đây là thời điểm chìa khóa vàng để chúng ta thành công nhé. Trong tháng 5 này nếu như anh chị em nào vào sớm càng tốt, chúng ta vào càng sớm chúng ta càng được lợi thế. Vì khi nào thì ạ, bây giờ anh chị em hiện giờ là các hiệu ứng về việc kinh doanh đang rất lớn, đúng không ạ? Một ngày với anh em Thắng đang tiếp ít nhất là 30 đến 50 khách hàng như này. Thì cái lượng khách hàng đó thì họ tham gia vào đây. Thì nếu như chúng ta có một cái vị trí tốt hơn thì chúng ta sẽ có một cái cơ hội tốt hơn để chúng ta thành công. Và vị trí nó thành công đến 50% rồi cả nhà. Với ngành kinh doanh này, vị trí nó là chìa khóa của thành công rồi. Và nếu như chúng ta có cơ hội tốt thì chúng ta sẽ thành công rất là nhanh. Có khi là gì ạ? Chúng ta chỉ cần có một hai người thôi, nhưng hai người đó làm tốt thì chúng ta vẫn có thể tạo thu nhập 50.000 đô là chuyện rất bình thường. Và thời gian thì không có chờ đợi ai hết cả. Cơ hội thì dành riêng cho gì ạ? Cho bản thân em, không phải dành riêng cho bất cứ ai cả. Mà đây cơ hội dành cho tất cả mọi người. Ai biết nắm bắt, ai nhìn ra cơ hội thì chúng ta sẽ trở thành người chiến thắng. Và nếu như rằng là gì ạ? Nếu như ngày hôm nay em Thắng chia sẻ cho mọi người và có một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại nhau, nếu như anh chị em là chưa vào, đúng không ạ? Một ngày đó bảo ui ngày xưa chú Thắng chia sẻ như vậy, đúng không ạ? Biết thế, đúng không ạ? Biết thế chúng ta vào đi, đúng không ạ? Thì nó đã bị lỡ mất cái cơ hội rồi. Thực ra là trong cuộc sống của chúng ta sẽ có rất nhiều cái cơ hội, đúng không ạ? Đặc biệt em Thắng sẽ chia sẻ cho mọi người cái câu chuyện đó là một cái tập đoàn gọi là gì ạ? Trùm trùm của trùm luôn ạ. Gọi là gì ạ? Không thể nào mà gọi là một tượng đài không thể nào bao giờ thay đổi được, đó là tượng đài của gì ạ? Nokia. Và câu chuyện của Nokia khi mà nghe thấy iPhone thì ạ, nhắc ra một cái gọi là một cái điều không tưởng, đó là cầm cái điện thoại bấm 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 như này, bảo mấy cái ông này là mấy ông nó bị ảo tưởng sức mạnh, đúng không ạ? Và sau đó là gì ạ? Sau một thời gian rất là ngắn thôi, khi iPhone 3G, 2G đầu tiên ra mắt, đúng không ạ? Bởi Steve Jobs, thì là gì ạ? Đã là một cơn sóng và thay thế tất cả các thị phần của Nokia. Mặc dù Nokia đã có thời điểm là gì ạ? Gần như là gì ạ? Là trùm, đúng không ạ? Nếu như mọi người hay xem cái ảnh mà hay chế cái bộ phim mà có bốn con rùa đấy ạ, và có một ông sư phụ dắt đi đấy ạ, thì Nokia ngày xưa là sư phụ đấy, nhưng bây giờ là chả là gì cả.
Thì em cũng muốn muốn nói rằng là đây là một cái cơ hội kinh doanh có thể giúp cho rất nhiều người có thể thành công được, mà chúng ta chỉ là một cái người nhỏ bé thì có thể thành công được. Thứ hai nữa là đây là một mô hình kinh doanh rất là thông minh và giúp cho chúng ta tối ưu được cái thu nhập rất là tốt cả nhà nhá. Và em Thắng cũng ước nguyện rằng là những anh chị em nào nghe được cái Zoom ngày hôm nay hãy nắm bắt cơ hội thật sớm để chúng ta có thể bắt đầu và cùng hành trình với nhau. Hành trình chứ không phải là chúng ta một chốc một lát chúng ta có thể trở nên thịnh vượng được, mà hành trình trong quá trình thành công đó là một cái quá trình chúng ta rèn luyện và tôi luyện và cùng nhau phấn đấu. Em chúc anh chị thành công trên sự nghiệp cùng với All Online và chúc anh chị thành công cùng với cả là hệ thống kinh doanh của chúng ta. Xin chân cảm ơn tất cả anh chị. Vâng, thay mặt cho tất cả các anh chị em ở trong